Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án nhận token Rhino nhé. Tham gia dự án này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ của bot yêu cầu nhé. Ok, vào đây mọi người sẽ bấm bắt đầu cho mình. Rồi. Mọi người sẽ bấm Start Airdrop. Ok, mọi người sẽ làm các nhiệm vụ nó yêu cầu nhé. Nhiệm vụ đầu tiên là mọi người sẽ follow Twitter này. Bấm theo dõi Twitter. Rồi. Ok, sau đấy quay trở lại. Tiếp đến là zone vào kênh trên Telegram. Bấm tham gia. Ok. Trở lại nào. Rồi. Subscribe kênh channel kênh Telegram tiếp nhé, kênh channel. Bấm tham gia. Ok, quay trở lại. Tiếp theo, like và retweet bài đăng. Gắn thẻ ba người bạn. Thích này. Retweet lại bài đăng, gắn thẻ ba người bạn cho mình nhé. Thích chấn tweet này. Mọi người gắn thẻ ba người bạn cho mình. Ok, sau đó quay trở lại bên này gắn copy cái hashtag này cho mình nhé. Đây, copy dòng hashtag này. Rhino này. Tiếp tục này. Ở trên máy tính thì nó copy dưới, còn ở bên này thì mọi người phải viết vào nhé. Rồi, tiếp tục nào. BSC. Ok, sau đây bấm tweet nữa, bấm đăng này. Rồi, quay trở lại này. Nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ mình làm rồi đúng không? Vừa làm xong, ok. Nhiệm vụ tiếp theo là zone vào kênh channel này. Ok, đã dồn rồi. Bây giờ mọi người sẽ copy profiling của kênh Twitter trước này. Mọi người sẽ quay trở lại Twitter nhé. Thằng phần Twitter này. Bấm vào Twitter. Sau đấy bấm vào phần ba gạch. Bấm vào phần hồ sơ. Bấm vào phần ba gạch cho mình. Sau đấy bấm vào chia sẻ. Bấm vào sao chép cho mình. Ok, sau đấy quay trở lại. Con này hiện tại giá ở trên trang Pokion giá khá ngon đó mọi người nhé. Ok, đây là Ranging Street này. Hiện tại nó chưa list ở trên PancakeSwap, nhưng mọi người chưa thể đưa lên PancakeSwap có thể bán được chưa bán được nhé. Bây giờ mọi người sẽ vào phần profiling ở trong mọi người này, nick trong tài khoản Twitter, mọi người copy cái link tweet này nhá. Đúng không? Sao chép này. Rồi, quay trở lại này. Dán link vào đây. Ok. Tiếp tục này. Gửi địa chỉ ví BEP20 ở trên Truth Wallet hoặc MetaMask. Mọi người sẽ lấy địa chỉ ví Truth Wallet này hoặc địa chỉ MetaMask nhé. Vào lấy địa chỉ ví Binance Smart Chain. Ok, mọi người copy địa chỉ ví cho mình nhé. Có một sao chép này. Ok, sau đấy quay trở lại đây. Dán địa chỉ ví vào đây. Rồi. Bấm vào đây cho mình.
Finish. Rồi. Tiếp tục bấm vào đây Finish. Ok. Ở đây là link Reddit mọi người chia sẻ bạn bè và người thân để kiếm trên token nhé.